Lincoln đã thực hiện một cuộc cách mạng đối với cabin của Lincoln Nautilus 2021 dựa trên cảm hứng từ Aviator mới. Chiếc crossover cao cấp giờ đây sở hữu một bảng điều khiển hoàn toàn mới với nhiều chi tiết trang trí bằng gỗ, đi cùng các khe gió điều hòa mới mảnh hơn và nhiều yếu tố bọc da, chrome bóng giúp tổng thể bên trong xe trông thật sang trọng. Bộ cần số trên xe cũng được cắt gọt lại và xe còn có các phím sơn đen piano mới. Nhưng điểm đáng chú ý nhất chính là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí Sync 4 với màn hình 13,2 inch nổi thay vì màn hình chìm đặt dưới cửa gió điều hòa như cũ. Như vậy, Lincoln Nautilus 2021 đã trở thành một trong những mẫu xe có màn hình trung tâm lớn nhất phân khúc. Hệ thống thông tin giải trí mới của xe có chủ đề bầu trời đêm, Constellation độc quyền, công nghệ nhận dạng giọng nói, cập nhật phần mềm qua mạng và sổ tay kỹ thuật số dành cho chủ nhân. Không gian bên trong xe có thể được hoàn thiện trong cấu hình sandstone với độ tương phản màu sắc thay đổi từ nhạt đến đậm hoặc black ebony với nhiều điểm nhấn rust mới. Khách hàng tìm kiếm sự độc quyền có thể lựa chọn một trong hai trang trí Black Label. Đầu tiên là chủ đề chalet, có các chi tiết gợi lên sự tương phản giữa những sườn núi hiểm trở và sự thoải mái ấm áp của một nhà nghỉ nơi trượt tuyết kết hợp giữa hai loại da espresso và Alpine Venice cùng vân gỗ Silverwood, mang lại cảm giác bay bổng cao cấp. Trong khi nội thất được lột xác hoàn toàn so với mẫu xe tiền nhiệm, kiểu dáng bên ngoài của Lincoln Nautilus 2021 chỉ có một vài thay đổi nhỏ như cản trước được tinh chỉnh, chủ yếu là để phần đầu xe trông bóng bẩy hơn và sang trọng hơn. Chiếc crossover cũng được bổ sung 3 màu ngoại thất mới là ghi Asher, xanh lá cây game và xanh nước biển Fly Blue. Một cập nhật đáng chú ý khác là việc bổ sung công nghệ chìa khóa thông minh từ điện thoại cho phép chủ sở hữu sử dụng ứng dụng Lincoln Way để mở khóa và khởi động xe. Dây chuyển động của Nautilus 2021 tiếp tục được giữ nguyên, bao gồm động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm. Máy tăng áp kép V6 2.7 lít cho ra công suất 335 mã lực và 515 Nm mô men xoắn. Về an toàn, Lincoln Nautilus 2021 được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ lái xe Co-Pilot 360 theo tiêu chuẩn, bao gồm đèn pha chiếu sáng cao tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang phía sau, hỗ trợ trước va chạm với phanh khẩn cấp tự động. Ngoài ra, người mua có thể đặt hàng gói Co-Pilot 360 Plus để bổ sung tính năng kiểm soát hành trình thích ứng kèm Stop and Start, định tâm làn đường, hỗ trợ đỗ xe chủ động nâng cao, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật và camera 360 độ. Lincoln Nautilus 2021 sẽ được bán ra vào đầu năm sau, hiện giá xe vẫn chưa được công bố.